Xin chào mừng quý khán thính giả, chúng ta sẽ tiếp đến cái chuỗi series thêm về những cái phần tin tức về các cái vấn đề mà các trẻ em Việt Nam bị bán qua biên giới. Và tôi muốn ở cái chuỗi series này tôi sẽ đưa ra một số thông tin và có một số những cái lời khuyên đối với các bạn trẻ. Trên thực chất cuộc sống chúng ta không hề đơn giản như chúng ta tưởng, làm gì có chuyện mà việc nhẹ lương cao. Và bây giờ đây lại thêm những em bé, thậm chí chỉ mới có 13 tuổi thôi cũng đã bị bán, 16 tuổi thôi cũng đã bị bán, bị lừa bởi vì các em đều mê việc nhẹ lương cao. Và đặc biệt không xa xôi, những em này ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Cần Thơ. Rất là đau lòng. Chúng ta sẽ đi theo một số dữ liệu rồi chúng ta sẽ đi vào phần hai thiếu niên kêu cứu vì bị lừa bán sang Campuchia. Về là một bé 16 tuổi ngụ tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Liên hệ về gia đình kêu cứu vì bản thân và bạn gái bị lừa bán sang Campuchia. Thanh niên kêu cứu là THV, còn bạn gái là DM 15 tuổi. Ngày 28 tháng 8, trao đổi với phóng viên, bà Trần Kim Thu, 42 tuổi, cô ruột của V cho biết, gần một tháng nay gia đình bà mất ăn mất ngủ vì bất ngờ nhận được tin kêu cứu của cháu trai cho hay bị lừa bán qua Campuchia. Đây là tin nhắn mà em đã nhắn, đây các bạn thấy nhắn này em nhắn nó gửi về. Bà Thu kể cha mẹ V đã ly hôn từ khi cháu còn rất nhỏ, cha V đã có gia đình mới, còn mẹ thì không biết tung tích. Từ nhỏ V sống bên nội và V xem bà Thu như mẹ mình. Khoảng 2 tháng trước V nó xin tôi về ngoại chơi, nhưng khoảng 1 tháng sau thằng nhỏ liên lạc về kêu cứu. Nó nói nó và bạn gái bị người tên Linh ở Cà Mau, bạn của bạn gái V, lừa bán sang Campuchia với giá 1.000 đô la một người. Hai đứa bị đưa đi sang Campuchia qua đường Mộc Hóa, tỉnh Long An. Theo bà Thu, V đã liên lạc cho hay là đang làm game cờ bạc online và phải lừa người khác sang Campuchia. Làm không được thì bị bóp cổ và dọa đi bán cho casino khác. Thì các bạn thấy là quá nguy hiểm không? Không được thì nó sẽ dọa bán cho casino khác. Đây là cái bà Thu, là bà mẹ đó, bà kể lại đó. Bà cô á, theo bà Thu, sau đó có một người tên là Long, xưng là quản lý của V bên Campuchia, gọi cho bà và yêu cầu đưa tiền chuộc 2.000 đô la một người, nếu không chuộc kịp thì sẽ bán V và em đi casino khác. Sau đó số tiền ngày càng tăng lên 2.400 rồi 3.100 đô la. Chúng tôi không có khả năng và cũng không biết chuyển tiền thì hai đứa nhỏ có được thả về không. Người này còn gửi hình ảnh cho biết hai đứa nhỏ đã bị đưa sang công ty khác. Hôm qua V cũng liên hệ về và nói là đã bị bán sang casino, cách casino có 42 người chạy trốn khoảng 5 cây số. Bây giờ gia đình tôi rất hoang mang, không biết thằng nhỏ có bị đánh đập như những người kia không, còn thằng nhỏ thì cứ nhắn về kêu cứu. Bà Thu lo lắng đó, các bạn thấy rất là khổ. Đây, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã mời gia đình lên làm việc và để nắm thông tin nhằm xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thật rõ ràng là một cái vấn đề, mới có 16 tuổi và lại có những cái mối tình, những cái tình yêu còn rất là còn bé, không chịu lo học hành gì cả. Và những cái thế giới bây giờ hiện đại, các em lo mê chơi rồi có những cái mối quan hệ tình yêu sớm, dẫn đến cái hậu quả. Và tìm kiếm tiền làm như thế nào để bị họ đưa và họ bán qua Campuchia một cách thuận tiện, cha mẹ phải tốn tiền, mà mấy em thì còn may mắn còn được cứu tiền quay trở về. Tiếp theo đây chúng ta sẽ xem một bé gái 13 tuổi cũng bị bạn trai 19 tuổi dụ dỗ và cùng nhau đi qua bển, bị người ta lừa bán cũng chỉ vì việc nhẹ lương cao. Các em còn tuổi ăn tuổi học nhưng lại đi vào đời bởi vì những cái cuộc quan hệ sớm nó ảnh hưởng tới cả gia đình như thế này. Đây là một cái vấn đề báo động cho gia đình khi trong cái quá trình quản lý con cái ở cái tuổi dậy thì. Hình ảnh một bé gái 13 tuổi học sinh lớp 7 bị bạn trai 19 tuổi lừa bán sang Campuchia và gia đình phải trả khoảng 5,5 ngàn đô la để chuộc con. Bé gái bị nhốt trong phòng cùng 5 người khác làm việc từ 8 giờ đến 22 giờ khuya, 8 giờ sáng đến 2 giờ khuya. Bị đánh đập chửi bới trong các điểm cờ bạc gần biên giới do người Trung Quốc làm chủ. Nên các bạn thấy quá nguy hiểm không?
Đó. Đây là họ đây nè. Họ đưa ra những cái chiêu trò đó. Ở đó họ làm chủ. Rất là nguy hiểm. À, ra giá chuột người nè, thấy không? Đây. Bé gái ngày 24 tháng 8, vợ chồng chị Phạm Thị Hương, 36 tuổi, quê Quảng Nam cho biết con gái chị là bé TTD, 13 tuổi, hiện đang học cấp 2 tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, bị lừa bán. Ngày 30 tháng 5, bé chuẩn bị nghỉ hè thì bị bạn trai dụ sang Cam để làm việc nhẹ lương cao rồi mất tích luôn. Đây là biết con gái, chị đã có thể cấm điện thoại để chờ tin nhắn. Bé gái trước khi đi đã để lại cho ba mẹ lời nhắn: ba mẹ ơi, con đi làm xa lắm, có gì con liên lạc về, ba mẹ đừng gọi cho con nữa. Chồng chị Hương là anh Trần Văn Đủ, 40 tuổi, quê Bạc Liêu, nghĩ rằng con gái mình chỉ mãi chơi. Còn chị Hương cho biết cháu thấy bố mẹ vất vả, định đi làm đâu đó để phụ giúp gia đình. Chị Hương điện thoại nhưng con gái không bắt máy. D sau đó về cho một người ở cùng dãy trọ, nói đã đi sang Campuchia. Tôi nói đi đâu? Ba mẹ khóc quá trời, ba mẹ trình báo công an. Bé nói là giờ đi không thể nào quay lại được nữa. Tôi nói quay về đi con. Dừng chân đó, bảo người ta đưa con về, bao nhiêu tiền mẹ đưa. Tôi không biết người ta đã ép buộc con tôi như thế nào. Chị Hương khóc và cho biết sau đó không thể liên lạc được với con. Qua tìm hiểu thông tin, chị Hương quen biết với anh Thành An ở quận 11. Anh An đã kết nối với người tên Ca ở Campuchia nhờ liên hệ để hỏi chuộc người. Thông qua Ca, quản lý nơi bé D làm việc yêu cầu phải trả 5,5 ngàn đô la thì bé sẽ được trở về an toàn, vì họ đã mua bé lại từ người môi giới. Hai vợ chồng làm phụ hồ ở trọ nuôi con thì không thể đủ. Chị Hương phải chạy vậy vay mượn khắp nơi cho đủ số tiền. Sáng ngày 24 tháng 8, hai vợ chồng đến ngân hàng chuyển cho quản lý công ty nơi con gái làm việc khoảng 130 triệu đồng để chuộc tài khoản, nhận là tài khoản mang tên người Việt Nam. Tôi nói là để nhờ cộng đồng mạng YouTube cứu, nhưng con nói nếu nhờ như vậy sẽ bị đánh chết, không tìm thấy được nữa. Cháu vậy là bị môi giới bán qua 4 công ty, qua hơn 2 tháng chỉ nhận được 400 đô la tiền công. Chị Hương kể và cho biết chấp nhận may rủi trường hợp bên kia nhận tiền mà không thả người. Anh Đủ sau đó chạy về quê Bạc Liêu cầm cố 2 công đất của mẹ ruột được 60 triệu đồng để chuộc con về. Ở ngay casino thì biên giới mọc như nấm hơn. Tôi về quê năn nỉ người ta cứu con, mãi người ta mới cầm cố giúp. Bà nội không còn đất để trồng lúa nữa. Chị Hương cho biết chị ước mong con có thể trở về Việt Nam bình an. Với việc tiền bạc đôi vợ chồng nghèo không quan trọng bằng sự an nguy của con gái. Cái điều này nó diễn ra rất là không thể nào mà có thể chấp nhận được, các bạn thấy không? Nó rất là nguy hiểm. Nó rất là rất đông người đi chuột này, chứ không phải ít đâu. Đây. Đó. Rất đông người đi chuột. À, một tài xế xe ôm cho biết nơi giá chọn gói đưa rước người được chuộc về nước là 9 triệu đồng. Đây. Đó, còn hỗ trợ làm dịch vụ qua cửa khẩu là với giá là 6 triệu đồng. Thiệt là không thể nào tưởng tượng nổi. Việc một người bị bán qua lại nhiều công ty ở Campuchia là chuyện rất bình thường. Những người bị bán ở các công ty ma Campuchia phải làm việc cực lực trong các khu nhà khác, không khác gì nhà tù. Và bé đã từng bị đánh đập. Đây, thành phố Sihanouk Lai là khu vực mà nếu bị bán đến đây thì cơ hội trở về coi như là rất mong manh. Hành trình bị lừa qua 4 công ty. Kinh khủng không các bạn? À, bé nói là họ dẫn em đi vào rừng đi khoảng 1 tiếng và núp tránh bị công an Campuchia bắt. Đến khoảng 12 giờ đêm thì đi qua khỏi cánh rừng.
một xe khác đợi chở thẳng đến công ty. Một người kêu cứu trên mạng xã hội khi người thân bị lừa qua Campuchia và mất liên lạc. Đây là các bạn thấy bạn trẻ này kêu cứu đây nè. Đến tối thì bé mới được đưa về Việt Nam, tối 24 tháng 8 đưa về Việt Nam. Là và bố mẹ làm phụ hồ mà phải mất hết 5,5 ngàn đô la. Kinh khủng, không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà sau đó từ từ nó sẽ tăng lên 7.000 đô. Và nếu cứ dần dần mà nếu những không ai mua bán nữa thì nó sẽ đẩy qua cái biên giới khu vực giữa Việt Nam và Thái Lan, Thái Lan và Campuchia. Thì lên khu vực đó là coi như là khỏi có chuột nữa, mà cũng hết đường về nước luôn. Đó là một cái sự có thể nói là không thể nói được. Mà cái vấn đề mà người ta đi chuột tại cái biên giới một bài, cửa khẩu một bài, thì xin thưa với các bạn là hầu như ngày nào cũng có người đi chuột. Điều đó là cái vấn đề chứng tỏ là người Việt Nam này bị bán qua biên giới Campuchia rất là nhiều. Và theo thống kê của một nhân viên làm tại đó thì họ nói là cái số tuổi của nó là từ mười mấy tuổi, từ 13 tuổi cho đến 30 mấy tuổi. Rất là đông. Và họ cũng báo là hiện nay á, là có khoảng một nhóm 3 người Trung Quốc đang bị rao bán với cái giá 22.000 đô. Trời ơi, các bạn thấy không? Nó đem người qua, nó dụ dỗ, nó lừa gạt, nó bán. Giống như là cái thời kỳ ngày xưa mà người ta buôn bán nô lệ vậy đó. Không khác gì hết. Và phải nói, ở Campuchia ghê gớm nhất là cái thành phố mà Sihanoukville. Lọt vào cái tỉnh này là coi như là không còn đường sống. Không còn đường ra nữa. Cái tỉnh này nè các bạn. Lọt vào cái tỉnh này là coi như là hết đường ra luôn. Đây, lọt vào cái thành phố Sihanoukville này là coi như là đến đây là không còn đường. Cơ hội rất là mong manh. Thậm chí mà những bé còn trẻ mà đi cặp với những thanh niên thì chính bị những cái người bạn trai đó lừa bán luôn. Lừa bán luôn. Đây hoàn toàn là những công ty cờ bạc, không có vấn đề gì hết. Không có một công ty làm việc nghiêm túc nào. Ở đây một điều dẫn chứng nữa là cho thấy rằng là không, trên thế giới này không đâu có việc nhẹ lương cao. Đặc biệt là trước nhất là các bậc phụ huynh phải quản lý con mình chặt chẽ khi các bé ở tuổi mới vừa lớn. Thì điều đó hẳn nhiên là các bé sẽ không có một cái ý thức về những cái vấn đề như thế này. Và nếu như chúng ta lơ là những vấn đề như này thì cái hậu quả vô cùng tác hại và nó rất là cực kỳ nguy hiểm. Đây là ngay tại những cái thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ mà cũng bị lừa. Ở đây chúng ta phải coi lại trong cái vấn đề quản lý con cái của gia đình như thế nào. Đặc biệt là những cái bé mà nó mới ở cái tuổi mới lớn vậy thì các bạn thấy rằng là ăn chưa no, lo chưa tới. Và những cái lúc nào cũng muốn tự bộc lộ cái ý kiến riêng của mình, không xem người thân. Cho nên chúng ta phải xem xét là vấn đề quản lý con cái, giáo dục của gia đình. Những cái bé này tuổi này rất là nguy hiểm. Mà hiện nay cái số lượng rất là nhiều. Hằng ngày người ta lên cái biên giới một bài nên người ta chuột con. Hầu như ngày nào cũng có người chuột. Đất nước Campuchia kế bên chúng ta. Những năm tháng trước thì họ làm những cái cuộc chiến tranh Tây Nam. Rồi bây giờ lại họ quản lý kinh tế. Cái kiểu họ cứ mở cửa cho tha hồ, ai muốn vào kinh tế thế nào thì vào. Và cái lối mà quản lý kinh tế rất là lỏng lẻo của Campuchia đã gây ảnh hưởng rất là trầm trọng. Không phải chỉ Việt Nam chúng ta, mà cả các nước Đông Nam Á khác, bao gồm cả Malaysia, rồi Campuchia, rồi Lào, rồi thậm chí là Trung Quốc cũng bị, Myanmar cũng bị, Thái Lan cũng bị. Mà những cái ông chủ sòng bạc này, những chủ mạo này, toàn là những ông chủ Trung Quốc. Nghĩa là mình có thể nói rằng là chính phủ Trung Quốc cũng đang truy tầm ráo rít những cái tay này. Đây là những cái dạng là gọi là những cái dạng hệ thống, những cái nhóm xã hội đen ở bên đó. Giống những cái hội tâm quan các bạn, những cái chân rết như đó. Rất là nguy hiểm cho xã hội. Còn như các bạn trẻ, các bạn nghĩ như thế nào các bạn đi tìm việc nhẹ lương cao? Thật sự không ở đâu có việc nhẹ lương cao á. Một cái đất nước Campuchia, cái chỉ số GDP của nó thấp hơn Việt Nam gấp 5-10 lần. Thì làm sao đời sống nó cao hơn Việt Nam được? Các bạn tìm đâu ra việc nhẹ lương cao?
Ở một cái tuổi mà 13, 14 tuổi, 15, dưới 16 tuổi mà đi sử dụng trẻ em đó là sai quy định của pháp luật, không có quốc gia nào cho phép hết cả. Nhìn là bạn biết ngay nó lừa đảo rồi. Ăn chưa no, lo chưa tới, việc gì cũng phải hỏi ý kiến gia đình người lớn, sao lại có thể tự quyết định như thế. Các bạn không đọc thông tin, không đọc báo chí, các bạn vô ngày chỉ vô những cái TikTok mạng, những cái trang kêu gọi lừa đảo bán. Trên đời này chỉ có là tiền của cha mẹ cho mình thì lúc đó mới gọi là việc nhẹ lương cao. Còn ngoài ra không có làm cho bất kỳ ai. Bạn lấy đồng tiền bất kỳ người nào cũng phải đổ xương, đổ máu ra. Cũng phải đổ hết mồ hôi, nước mắt ra. Phải lao động cực lực. Các bạn nhìn cái nước Mỹ là cái chỉ số GDP của họ cao hơn Việt Nam gấp bao nhiêu lần. Lương bình quân của họ một tháng, người nào mà có trình độ học vấn, kỹ sư, bác sĩ thì được 10.000 đô, 8.000 đô một tháng. Còn bình thường á, những người mà đi giũa móng tay, những người làm kia họ cũng bưng phở rồi họ cũng làm. Ở cái mức đời sống họ rất là cao, mà lương họ cũng chỉ được có 3.000 tới 5.000 tháng. Còn các bạn không có trình độ, không có chuyên môn, không có học hành, không có hiểu biết, tuổi tác thì chưa tới, lấy đâu ra mà 3-4.000 đô một tháng. Thậm chí 1.000 đô cũng không có, 500 đô cũng không có luôn. Nên các bạn á, nếu tuổi còn trẻ thì phải cố gắng ăn học tới nơi tới chốn, rồi phải là lo lắng phụ giúp gia đình, để tới khi nào mình học mình có được gắn vào hành trang một cái trình độ chuyên môn, một cái nghề nghiệp nào đó, rồi chúng ta vào đời. Các bạn đang sống trong một đất nước rất là đầy đủ, tiện nghi, hòa bình như thế này, sống bên gia đình các bạn để đi lọt vào cái nước Campuchia, một cái đất nước mà các bạn hiểu là cái trình độ họ xử lý của họ đất khách quê người, làm sao các bạn còn bé tí xíu mà không có gia đình, không có người thân bên họ này, thì các bạn sống như thế nào? Nghe lời dụ dỗ của bạn bè, bạn trai, tuổi còn bé không lo ăn lo học, yêu đương bậy bạ ba cái chuyện bát nháo, để rồi bị dụ dỗ như thế, rốt cuộc làm khổ cha khổ mẹ. Mà mấy bé này còn may mắn, còn có biết, còn liên lạc được với người thân để mà cứu về. Còn những người khác không liên lạc được với người thân. Chúng mà biết liên lạc người thân là chúng đánh chết. Ngay 40 người bỏ tháo chạy về Việt Nam thì có một người đã bỏ mạng rồi. Mong là đây sẽ là một bài học. Các bé tuổi còn nhỏ, tôi mong là cái bài này các bạn sẽ chia sẻ, chia tải những cái video này lên các trang mạng xã hội để cho các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt là các bạn nên chia sẻ đến những trang TikTok và Facebook, thì các bạn trẻ thích xem những trang đó lắm. Họ không đọc báo chí đâu, họ chỉ thích lượt là chạy qua những mấy cái trang mạng xã hội rồi bị lừa gạt thôi. Nên các bạn chia sẻ ra đây để cho họ hiểu, để cho hiểu được cái giá trị, họ thấy được những cái bài học này, không có bị họ mê muội được. Bởi vì hơn ai hết, chính bản thân mình phải tự bảo vệ mình. Còn những bé còn trẻ quá, còn nhỏ quá thì các gia đình ở vùng sâu, vùng xa hoặc cái gia đình phải dòm ngó tới con mình. Dòm ngó tới con mình coi quá trình học tập, ăn học. Dòm ngó tới con mình coi nó giao lưu với bạn bè như thế nào. Đây là cái hệ quả của giao lưu bạn bè. Bạn bè rủ rê để mà đi. Gây ra một cái hậu quả khốc liệt. Mà mấy bé này còn may mắn còn được cứu về. Còn những bé khác là bị, hoặc là đi về là sẽ bị tai nạn, hoặc là nó biết được nó sẽ đánh chết, hoặc là nó đưa qua tới biên giới Thái Lan, Campuchia là coi như xong rồi, hết đường về rồi. Nó bán luôn. Kiếp người nó bán. Không thể nào nghĩ là ở trên thế giới, trong cái thời buổi hiện đại thế giới 21 này, ngay một cái đất nước sát sườn Việt Nam mình là Campuchia mà còn một cái chế độ buôn bán người như là buôn bán nô lệ như cái thời cổ đại, thì không thể chấp nhận được. Tôi mong là các bạn trẻ phải suy nghĩ và cảnh giác. Và các gia đình phải có làm ăn gì thì làm ăn, nhưng mà phải quan tâm với con cái mình nhiều hơn. Đặc biệt là các bạn từ 13 cho tới 20, xin thưa các bạn, chỉ biết những cái hào nhoáng bên ngoài, thực tế cuộc đời thì nó rất là phũ phàng. Gia đình, cha mẹ phải cảnh giác với con cái mình hơn. Đừng có để nước tới chân rồi mới nhảy. Các bạn cứ để không chịu dòm ngó vào con cái sẽ gây ra vấn đề. Chưa bức xúc xã hội đã đành rồi, nhưng mà cái đau khổ nhất là chính gia đình mình phải lãnh đạo. Mong rằng các bạn sẽ chú ý hơn, và đây là một bài học kinh nghiệm. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những video sau nhé. Cảm ơn các bạn.